Chúa. Dạ. Thưa cha, con này được nhiều hơn lắm. Như vậy thì con xin làm chứng cho ba cái ơn mới đây. Làm chứng cho ai? Làm chứng cho con ạ. Là ơn thứ nhất là thằng chạp, là con bị ung thư tuyến giáp. Thì bác sĩ bảo là của người ta tuyến giáp thì dễ chữa, của con thì được mấy vết phần trăm thôi, còn nữa là 80% là công. Thì con vào khám xong thì bác sĩ bảo con là nếu mổ thì bà phải chịu, công thì bà phải chịu. Thế con bảo thôi thì đừng có lo nhập viện, cho con đến giao điểm tin mừng để con cầu nguyện đã. Thế con chạy đến đây, con được cha đặt tay để con về, con nằm lên bàn mổ là con cứ khẩn nguyện. Thì con được con vào mổ từ 8 giờ sáng mà đến 6 giờ chiều là con mới được ra khỏi phòng. Thế thấy ba bác sĩ hoan hô, hỏi con tên gì thì con bảo Ngô Thị Hương. Tên là bác sĩ hoan hô bảo con không câm, để con mới xạ trị có 2 lần, thì người ta 5 lần thì chưa được khỏi. Con mới 2 lần thì bác sĩ bảo con là bà hết mắt rồi. Nên là con mang ba lô con chạy về đây luôn. Mà hơn 1 tuần nay con ở đây rồi, mà con ở trước đám đông khoảng 100 người là con run lắm. Mà con thấy con là nói gì thôi, không nói được to. Thì tuần nay con đưa cầu xin Chúa là cúi xin Chúa cho con biết việc phải làm và con phải làm thế nào. Nếu con phải làm chứng thì Chúa cho con nói thật to đi, kẻo mất công cộng đoàn với cha. Thế con cũng sợ lắm, nhưng mà con lên đây bây giờ con không có run. Đó là ơn thứ nhất. Con mới mổ cái đêm mấy ngày? Con mổ từ tháng chạp, nhưng mà con trả trị 2 lần rồi. Dạ, còn ơn thứ hai thì con hỏi người bên lương ở Đà Lạt. Thế con vào đất Đà Lạt con chả quen ai. Nó từ nó ở đấy thì con cũng là theo câu 4 này, con cầy trong vào các cha là có quyền. Thì con đến nhờ cha cho con làm ở đây thì để cho con thanh giáo. Thì cha bảo là tôi để cha lo cho. Thế con chả biết quen ai mà mượn người ở đâu. Thế cha cũng lo cho luôn, cha nhờ ông Tùng rồi lo cho các việc. Rồi sinh con ra thế là cũng đỡ đầu, là 2 đứa rửa tuổi xong rồi. Là con cũng tạ ơn Chúa. Với một phép lạ là con giới thiệu với cộng đoàn người cha một phép lạ ở trong nhà con. Năm 2003 là mùng 2 Tết là con cháy sạch cái nhà. Cái nhà con 3 gian mà toàn gỗ, thân cũng gỗ, trên trần cũng gỗ, mà cháy hết sạch thì còn một đống to tàn. Thì có ông bên lương, ông ở bên cạnh á, ông mới nói đùa bảo là ta khơi cái đống to này ra xem cái nhà này có vàng không. Thì ông mới xe ra thì ông thấy một hình Đức Chúa Giêsu mà bằng giấy. Con là có cái tưởng là ông Thánh Giuse bị Đức Chúa Giêsu, mà ông Thánh Giuse cháy hết thì còn mình Đức Chúa Giêsu nằm ở trong đống to tàn. Ông bên lương ông mới dơ ra, ông mới bảo là à cái nhà này có phép lạ. Thế là ông đưa lên, là ông dơ lên là cả làng đang giúp cho con làm cái ngôi nhà tạm. Thế kể cả làng, chưa nói là làng, chồng con trước đây cũng ít đi lề lắm, bảo ông xưng tội thì ông bảo là tao có tội gì đâu mà xưng, tao không ăn cắp, tao không nằm lang thì tao có tội gì mà xưng. Nhưng đến lúc ấy là ông lau Chúa sạch sẽ, ông bỏ lên bàn thờ, xong là ông đi lề đều đều và ông cũng xưng tội. Đến lúc chết ông cũng được chết lành, ông cũng được cha sức giàu, rồi cũng được chết ngày thứ bảy để cũng là được lo hết việc. Thế là cả làng nhà con là ở miền sâu miền xa thì cũng lạc đạo lắm, nhưng mà nhờ cái tường của con thì họ đều trở lại ăn ăn trở lại hết. Và 62 năm đời nay nhà con mới có cha quản sư. Con cũng tạ ơn Chúa và cũng cảm ơn cha và cộng đoàn. 62 năm bây giờ mới có được cha quản sứ, cho thấy một đàn chim mà bơ vơ suốt 62 năm. Và đương nhiên 62 năm không có người chăm sóc thì cái con chim nó như là rắn bắt đầu, nó bơ vơ lạc lõng. Nhưng mà Chúa vẫn chăm sóc, Chúa vẫn như ánh trăng vẫn chiếu soi vào trần gian này. Chúa như mặt trời vẫn chiếu vào mặt trăng, để nhờ đó mà ánh trăng nhận được ánh sáng từ mặt trời mà chiếu rọi xuống trái đất này. Cho nên chúng ta thấy trong 62 năm đó Chúa vẫn chăm sóc con người ta như vậy. Và đặc biệt là với cái sự kiện nhà chị bị cháy hết,
nhưng Chúa không có bị cháy. Rất nhiều nơi đã xảy ra như vậy, và ngay cả chính tại La Vang cũng như thế. Chúa có toàn quyền trên mọi biến cố, Chúa có toàn quyền trên tất cả mọi sự dữ, cho nên Chúa có thể làm cái phép lạ đó được, để cho người ta đến. Và cái điều đầu tiên nó xảy ra là nhà chị bị cháy hết, và người ta kéo đến, người ta giúp chị dựng lại được một cái mái nhà. Rồi thứ hai là ông chồng nhờ đó mà ông quay trở về. Và những người dân làng không quay chăm sóc suốt 62 năm thì cũng nhờ cái sự lạ đó mà họ giữ vững lòng tin, họ tin vào Chúa hơn. Tôi tặng cho chị cái máy này để chị về quê của chị, chị gửi tặng cho cha sở mới. 62 năm mới có được một cha, chị tặng cho ngài cái máy này dùng cho tôi nha. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu gửi tặng cho ngài. Nếu mà ngài muốn loan truyền lòng Chúa thương xót tại giáo xứ của ngài sau 62 năm không có chủ chăn, thì chị cứ nói ngài viết cho tôi mấy chữ, tôi sẽ sẵn sàng gửi máy và những phương tiện đến để giúp cho con chiên của ngài 62 năm không có mục tử nghe được tiếng nói của lòng thương xót Chúa. Đây là trần chuỗi và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót gửi tặng cho chị. Rồi, mời chị lên. Hallelujah.